bánh mực cay thơm ghê. Ôi rơi mất rồi. Gì thế này? Ai đã ăn vụng đồ của tôi? Anh không thích ăn cay. Mình đang ngồi chụp ảnh. À đúng rồi, thấy ngủ gật có đi ra ngoài. Để suy nghĩ thêm. Cay cay ngon ngon, đậm đà mỹ vị. Này mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Người không biết ăn cay. À? Nhặt hết ớt ra, đổ chút đường lên. Sao vẫn cay thế? Làm sao mà ăn được? Người biết ăn cay, cho ớt vả vào, ăn lẫn cùng cổ gà cũng được đấy. Người nghiện ăn cay, cho ớt bột phủ lên, đổ thêm nước sa tế nữa, quá thơm luôn. Một miếng cổ gà, một miếng ớt, ngon đến miếng cuối cùng. Lấy một đĩa hoa quả sấy. Đi kiểu gì thế? Xin chào. Lại còn chung bàn. Đồ ăn cô gọi. Thì vậy chơi. Ngon thật đấy. Ngon ngọt bùi thơm. Món này ngon nhỉ. Đồ tôi gọi thì chả ngon. Giòn ngon đã mồm. Ngon không dứt miệng. Cô này kỳ thế. Sao cứ ăn đồ của tôi? Vậy nhường cô này. Tôi không thèm. Đồ ăn cô gọi. Cô kia cứ ăn của tôi. Không phải, để trước là của cô này. Cái gì, xấu hổ quá. Không sao, ăn chung vui mà. Đúng rồi, ăn chung nhé. Ăn kẹo nhiều sâu răng. Không à. Đồ ăn này dầu mỡ lắm, không tốt cho sức khỏe. Thế con ăn gì? Ăn cơm là được rồi. Em vừa phải thôi, cứ để cho con ăn thoải mái. Ba mẹ đừng cãi nhau, con ăn cơm không được rồi. Phải thế chứ, kẹo sô cô la nama ăn ngon thật sự. Mẹ làm con thèm quá. Ngon ngọt dẻo thơm. Con gái ăn kẹo này lấy tiền mua đồ ăn nữa. Cảm ơn ba. Bực cả mình, ăn cơm mất ngon. Đi rồi, mình chia nào. Đấy, của mẹ đỉnh thật. Tất nhiên. Nghĩa bay kìa. Làm gì thấy? Bay qua mất rồi. Bỏ thuốc mê à? Que cưng ngon lắm, ăn thử này. Cảm ơn nhé. Cay cay ngon ngon, đậm đà mỹ vị. Cay thật đấy. Sảng khoái ghê. Nước này uống có ngon không? Nước hả? Nãy cho bột trái cây, ngon lắm, uống thử đi. Không cần đâu, tôi không bị cay. Ôi cay quá. Người mê ăn mặn, phải bơi trong nước mắm. Làm thêm hụt mắm nữa, sảng khoái. Người sợ ăn cay, rửa sạch trong nước lọc. Sao vẫn cay thế, uống sữa cho đỡ cay. Người nghiện ăn cay, đổ ớt bột vào ăn cùng, thêm vài quả ớt tươi. Cay cay ngon ngon, ăn cay là tuyệt nhất. Không ổn rồi, mình đi ra đây chút. Que cay có vấn đề à, ông chủ? Chào bạn. Bạn tôi ăn que cay, bị làm sao rồi kìa? Chắc nhầm lẫn thôi. Không tin anh ăn thử. Không ổn lắm đâu. Mau ăn thử, không tôi báo cáo đấy. Được rồi, để tôi ăn thử xem. Cay cay ngon ngon, đậm đà vị ớt. Không ổn rồi. Biết ngay mà. Làm gì thế? Bạn ổn không? Ăn cay quá, tôi vừa đi uống nước. Thế sao anh lại nhăn nhó? Thì cay chứ sao nữa. Xấu hổ quá đi.